Rồi, hello anh em nha. Bây giờ là chiều ngày thứ bảy nha anh em. Em tiếp tục lên sóng thêm vài món nữa nha. Anh em cần món nào thì cứ alo cho em nha. Số em là 0933 207 208 nha. Và hãy nhớ đăng ký kênh. Rồi, đầu tiên em bán một bộ số custom 90. Ở 90 thì anh em xài cho 70 ok luôn. Số là đầy đủ như hình, không lỗi lầm gì hết nha anh em. Nói chung là bao đẹp. Bộ số này em bán là 500 ngàn thôi. Custom 90 nha anh em. Nè, cốt nè, nguyên tinh luôn. 500 nha, anh em xài 86 vẫn được ha. Anh em xài 86 thì về anh em cây cốt số á, anh em xài lại cốt cũ, tay cốt cái này custom có đời thì nó sẽ dài hơn một chút xíu thôi. Đó, vẫn xài được ha, 500 ngàn. Trả trong cục máy 90 ra nha. Rồi ở đây có một cái lóc. Đó, có một cái lóc đời. Đó, lóc đời này của đời hấp nha anh em. Nè, xài đạn rới. Đó, xài cái dòng này nha anh em chứ không xài bạc đạn. Cái này thì thích hợp cho anh em vô xe DD. AD mà anh em muốn lên đề thì anh em mua cái lốc này về, tại vì cái này nó xài số cốt lớn. Đó, cái này em bán giá sanh viên thôi, 250. Giá bèo nhẹ bánh bèo nha anh em. Nè, anh em mua cái này nè, cái báo mò thôi, mua lẻ cũng đã 150 rồi. Còn cái này bán nguyên cái như thế này luôn, 250 thôi, đầy đủ ha. Hoặc là mình mua về mình lấy những cái phụ kiện bên trong thì nó cũng đủ tiền rồi ha nè. Đầy đủ hết đó, đời hấp nha anh em. Đó, anh em cứ thấy số 15 đầu máy 90 á, mà 15 đầu là nó sẽ xài cốt giống số DD hoặc là 81, còn nó qua 16 á, là nó chuyển qua 86 rồi. Còn 15 đầu thì vẫn còn 86 nha anh em, 86 đời đầu á, cái mặt đồng hồ màu xám á. Đó, đó, 250 nha anh em. Về muốn làm gì làm, ở bạc đạn về lấy bạc đạn hay muốn lấy gì cũng được ha. Đó, đầy đủ hết, 250 thôi, giá sanh viên. Thấy cái ống này thôi cũng đủ tiền à. Rồi đây có một cái cặp lốc giữa của thằng Custom 90. Cái cặp lốc giữa này em bán là 500 ngàn, đầy đủ ruột gan nha, không có thiếu gì hết, bao đẹp. Đó, hâm nhớt của bơm nhớt, nói chung là đầy đủ hết, không có thiếu gì hết ha, 500 ngàn. 500 nha anh em, lốc giữa 90, giá im. Rồi ở đây có ba hai cái nắp. Nắp cá với bộ lọc, nắp nồi với nắp lửa, với bộ lửa luôn, em bán là 1 triệu 2. Lửa là bao sống, nói chung là đang trên máy nổ ra, gỡ ra nổ im ái đàng hoàng nha anh em, chứ không phải là máy chết ha. Nắp thì có dặm nè, đó, nắp có dặm đó, có nghĩa là nắp này với luôn lửa luôn, đầy đủ phụ kiện nha. 1,2 triệu bao sống nha anh em. Anh em về vệ sinh ra là xài thôi, do mình thấy nó vô nước á nên nó xét vậy thôi, nhưng mà quan trọng là cái lửa này nè nó còn ok, chưa có bị quắn, chưa có bị mở ra lần nào, nên anh em về vệ sinh sạch sẽ ráp vô là chạy thôi. Dù sao thì nó cũng là lửa Nhật, phụ kiện Nhật xịn hết, không có cái gì lô hết, mà giá rẻ nữa, có 1,2 triệu ha, là hai cái nắp với bộ lửa. Nắp thì cũng có dặm sơn nha, đó này thích hợp anh em vô những cái xe tầm trung trung là ok, giá quá rẻ mà. Đó, 1,2 triệu nha, hết đóng, bao sống nha anh em, anh bao sống không lỗi lầm. Cái này anh em về giật bỏ vô 70, 90, 50 gì cũng được. Rồi ở đây có một cặp kiếng custom đời cao, họ không nứt bể gì hết ha. Kiến này bán là 700 ngàn, 700 ngàn nha anh em, cộng si ok nè. Đó, kiến đời cao có chữ HM trong đây nha, kiến Vin nha, 700 ngàn. Kiến Vin thì anh em coi nó rất là rõ, còn kiến lô hay gì chứ nó không có rõ đâu. Đó, rất là ok ha, 700, không nứt bể nha, gọng si thì còn khá ok ha. Đó, 700. Rồi ở đây có một cặp buộc 86 màu xanh gió dưa còn khá đẹp ha, cặp này em bán là 900 ngàn thôi. 86 nha anh em, xanh vỏ dưa 900, nhúng nhảy ngon nha, bao với anh em là nhúng nhảy ngon, không lỗi lầm gì hết ha, 900. Rồi một cái Boe 90, cái này hiện bán là 500 ngàn. Đó, Boe 90 nha, 500, có luôn lưỡi trâu ha. Đó, ok hết. Cái này thì có rạn nhẹ nha anh em, nhưng mà chưa có tét nha. Nè, có rạn nhẹ ngay chỗ cái phần này nè, nhưng mà khi mình gắn vô thì nó bình thường hết. Đó, 500. Rồi một cái đuôi 90 nước sơn rin, tem rin, cái này thì bán là 500 ngàn. 90 đàng hoàng nha, tem tam giác còn nguyên luôn nè. Đó, 500 ha. Đó, 5 xị thôi. Rồi một cái yên, yên này thì da rin, đế mút rin ha. Đó, bộ lồng yên là bát rin, đế mút rin, da lập lại, cái này bán là 500 thôi. Này hiện em vô về vô xe cỏ ok ha, giá 5 xị vậy. Nhưng mà được cái là cái đế rin với cái mút á, mút rin mình ngồi nó im đít ha, 5 xị. Rồi một cái gấp sau nè, gấp 90, cái này thì em bán 1,8 triệu,
đó, triệu tám nha, gấp nè, gấp chân đẹp ha, ok hết nè, triệu tám thôi nha anh em, đầy đủ nha, tem zin còn nè, đó, triệu tám. Cái này anh em nào xe 50 mà muốn lên gác chân thì cứ mua cái này về gắn nha, tại xe 50 nó không có gác chân, chỉ có 90 với 70 thì nó mới có gác chân ship đó. 95 thì nó mới có gác chân ship nha anh em, còn 94 thì nó vẫn còn một cái cây dính nếu mà xe 70 đó, 1,8 triệu. Rồi ở đây có hai cái vỏ, cái em bán lẻ nha, cái này vỏ sao Inu xuất sắc 250 nha anh em, cái này em bán là 800.000, tuyệt đẹp nha, vỏ Inu, vỏ sao, vỏ Thái Lan nha anh em, cái này anh em nhà có rim Thái hoặc là custom CD anh em vô một phát là chảy ke luôn, 800 nha, rất là đẹp, vỏ 250 nha, không có bị nứt, không bị gì hết ha, mới tinh luôn, 800. Rồi ở đây có một cái vỏ BS, vỏ này thì anh em nào chơi 67 vô là ngay hại luôn nè, đó BS nè, vỏ này thì nó có hơi rạn đó, có rạn nè, nhưng mà được cái là gai dày cui luôn, anh em thấy không, gai xuất sắc ha. Cái này em bán là 600 thôi, chưa có nứt nha, chưa nứt, quan trọng là cái ở giữa chưa nứt nè, còn nó rạn này thì rạn nhẹ thôi nha anh em, lên xe đẹp lắm, 600 nha anh em, quá đẹp luôn. Cái này mà có 67 thì dùng cái một là ngay hại luôn, vỏ BS đàng hoàng nha. Đó rồi anh em cần món nào cứ alo em nha.